Kiểm tra và chạy bơm nước sinh hoạt bằng tay tại tòa nhà văn phú Victoria. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi tôi ra kiểm tra phòng bơm thì hiện trạng của bơm có bơm nước sinh hoạt của V2 đang ở trạng thái đèn đỏ báo bể mái đang cạn. Sau khi kiểm tra bể mái đang cạn, ta tiến hành mở tủ kiểm tra xem áp cấp nguồn có được đầy đủ không, bật hay là tắt. Áp điều khiển đang ở chế độ tắt hay bật. Sau khi đã kiểm tra tủ xong, ta tiến hành kiểm tra bơm và các van đóng mở nước và đồng hồ áp của bơm. Quý vị và các bạn, sau khi đã kiểm tra ở tủ điều khiển xong, ta tiến hành đến kiểm tra các van mở nước cho bơm. Trước tiên ta kiểm tra van trước bơm xem tình trạng đang đóng hay mở. Nếu đóng ta có thể mở và kiểm tra sau. Sau khi kiểm tra van, ta kiểm tra đến thành van hút. Van hút ở tình trạng nên mở. Nếu trong tình trạng đóng ta sẽ phải mở van và kiểm tra xem nước mùi ở chỗ có bị mất hay không. Sau khi đã kiểm tra nước mùi tốt, ta tiến hành ra vận hành bơm bằng tay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi kiểm tra tủ điều khiển và các van khóa đã được đảm bảo đủ an toàn, ta tiến hành chuyển bơm sang chế độ vận hành bằng tay và bật bơm.